với New Amei Việt Nam. Có bao giờ bạn tự hỏi việc mua sắm với New Amei trở nên vô cùng đơn giản và thuận tiện chỉ với 5 bước để đặt hàng và thanh toán trực tuyến? Hãy cùng thực hiện những bước sau đây để công việc kinh doanh của chúng ta trở nên đơn giản và thuận tiện. Bước 1. Đăng nhập tài khoản nhà phân phối. Bước 2. Chọn kho hàng. Bước 3. Chọn phương thức nhận hàng. Bước 4. Chọn phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán. Bước 5. Hoàn tất đặt hàng trực tuyến. Bước 1. Đăng nhập tài khoản và chọn sản phẩm cần mua. Đầu tiên, bạn truy cập vào website www.newamei.asia.vn. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản ID và mật khẩu. Khi đã đăng nhập thành công, bạn nhấp vào mục sản phẩm. Sau đó thêm các sản phẩm cần mua vào giỏ hàng với đúng số lượng sản phẩm cần mua. Hoặc bạn cũng có thể đặt hàng nhanh các sản phẩm cần mua trên tab đặt hàng nhanh, chọn sản phẩm, số lượng cần mua, thêm vào giỏ hàng. Bước 2. Chọn kho hàng theo khu vực. Sau khi đã chọn sản phẩm cần mua xong, bạn tiến hành chọn một trong 4 kho hàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng. Sau đó bấm vào nút Tiếp tục. Bước 3. Chọn phương thức nhận hàng. Có 2 phương thức nhận hàng. Bạn có thể nhận hàng trực tiếp tại công ty hoặc có thể nhận hàng thông qua hình thức giao hàng tại nhà. 1. Nếu bạn chọn nhận hàng tại công ty, bạn chọn một trong 4 địa chỉ của công ty trên toàn quốc. Sau đó ghi rõ họ tên, số điện thoại người nhận. Bạn cũng có thể thêm ghi chú nếu cần thiết. 2. Đặt hàng giao về tận nhà. Bạn bấm chọn địa chỉ hiện tại là địa chỉ trên hợp đồng nhà phân phối hoặc sử dụng địa chỉ mới. Sau đó điền đầy đủ thông tin họ, tên, số điện thoại người nhận, tỉnh, thành phố, quận, huyện, các thông tin ghi chú nếu cần. Sau đó bạn bấm tiếp tục. Bước 4. Phương thức thanh toán. Có 4 phương thức thanh toán. Thanh toán qua thẻ ATM thông qua cổng OnePay. Khi bấm xác nhận thanh toán, sẽ hiển thị ra một trang yêu cầu chọn ngân hàng và điền thông tin, sau đó chọn nút thanh toán. Thanh toán qua thẻ tín dụng thông qua cổng OnePay. Khi bấm xác nhận thanh toán, sẽ hiển thị ra một trang mới yêu cầu điền đầy đủ các thông tin và chọn nút thanh toán. Thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán bằng chuyển khoản. Với hình thức chuyển khoản, nhà phân phối vui lòng chuyển khoản chính xác số tiền của đơn hàng, không lập tròn số tiền, quy kết và nội dung chuyển khoản vui lòng xem phần hướng dẫn chuyển khoản bên dưới. Sau đó bấm xác nhận thanh toán. Như vậy, bạn đã đặt hàng trực tuyến thành công. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 1900 63 69 73.